Đây nhá, xe của anh đây nhá. 18-19 này. 6588 này anh nhá. Đây nhựa này anh nhá. Đúng nhất cái bộ nhựa. Còn 8-24 này nhá. Bôn sơn chống cháy cho anh đây nhá. Đúng không? Ok chưa? Yên đây nhá, em quay chi tiết cho anh nhá. Nhựa đen em phải sơn cho anh đi nhá. Đấy, câu tư mét đây nhá. Đấy anh nhá. Đó. Nhấn mạnh đây chiếc xe của anh là chiếc xe mộc nhá. Em chưa dọn cái gì cho anh nhá. Nhưng mà đây là chẳng qua là tiện tháo ra đổi thì em phải sơn cho anh và xử lý cho anh luôn vô. Nhìn nó rùm rúa nhá. Đấy, đúng không? Anh nhìn ok, chốt anh ok này. Là đến giờ em gửi nhá. Ok chưa, anh nhìn thấy chưa? Đấy, nhựa này nhá. Đấy, đấy anh nhá. Không phải có vết xước nhá anh nhá. Đấy, bên hai bên hông đây nhá. Em lỗi đấy nhá. Đấy, xin cô nhá, bên phải sơn hết anh rồi nhá. Đấy anh nhá, nhanh chóng đây nhá. Đấy, ok anh nhá. Đây vành bánh đây anh nhá. Vành bánh của anh cũng là ok đấy nhá. Đấy, vành bánh là gọi là nhìn này lực. Không thủng đâu. Không thủng, không gì. Đấy, anh nhá, anh nhìn này. Đằng sau đây nhá. Đấy, thế này ok nhá. Không thủng, không gì. Đây, nhìn cái đĩa của anh rất là đẹp này. Đĩa rất là đẹp này. Đấy, nguyên zin nhá. Cái này về anh chịu khó mà tổng quét dầu, dầu là đẹp anh nhá. Đấy, đại loại tổng thể của xe của anh đây. Tất cả anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe Mio nhỏ hay là Mio Classico hay Cusi hay Luvet hay bất kỳ xe nào nhà mình thì vô lòng trước hết là kết bạn Zalo Hello cho mình. Đấy, đừng nhắn tin. Đấy, số điện thoại Zalo Facebook mình để dưới phần link mô tả nhé. Cusi này em vừa chốt chiếc Cusi này cho khách này, giờ em đang tháo ra vệ sinh em dọn xử lý nhá. Nhà em có rất nhiều xe đây, hai đèn đây anh nhá. Đấy, em quay chi tiết cho anh ở đây nhá. Đây, tay phanh của anh còn đẹp này. Đấy, tay phanh còn đẹp này. Đồng hồ có tơ mét này. Đây là xe này, nhấn mạnh cho tất cả anh em đang xem video này, chiếc xe này là chiếc xe mộc nhá. Mình gọi là chiếc xe mộc. Chẳng qua là mình đổi bộ nhựa còn đẹp đẹp cho anh ok đấy. Nên mình rửa sạch sẽ bên trong cho anh, vệ sinh xử lý cho anh những qua. Đấy, còn anh về anh đi bình thường. Máy cam kết là êm, còn anh dọn cái gì là quyền của anh. Đúng không ạ? Anh làm thêm gì quyền của anh, còn đây em xử lý giúp anh. Chứ không phải chiếc xe mà em dọn đấy. Đây chiếc xe mộc. Đấy. Ok nhá. Có thế nào nó qua video nhỉ? Đây. Anh cùng xem luôn. Những gì em nói là bằng hình ảnh video hết. Em bán xe này em có video hình ảnh trực tiếp cho các anh em xem chứ không phải em nói mồm đâu nhá. Còn tất cả anh em nào có nhu cầu mua xe nhấn mạnh là đọc kỹ đầu bài. Chủ mua thì alo kết bạn Zalo. Alo đừng nhắn tin. Số điện thoại Zalo Facebook của mình là 0949191988 hoặc 0358444888. Mình nhấn mạnh là mình nhận ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền nhá. Đấy, nhận ship toàn quốc nhận xe gửi tiền đây. Anh nhìn cái giấy tờ này. Mua bán cho em có đầy đủ hết. Anh em mua thì em viết sẵn đây cho anh em. Đấy. Còn nhà em bán xe là an ninh chuẩn chỉnh 100%, bao chạy cốc trên bộ giao thông hoặc là bao sang tên nếu anh em cần. Anh em thích rút hồ sơ rút hồ sơ cho anh em nhé. Cái xe ngoài kia còn rất nhiều nữa nhé anh em nhé. Đấy, nhân mạnh chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy, chào tất cả anh em nhé. Đây Cusi đây, em đang dọn cho khách đây nhé. Anh em nhớ là để mộc thì giá nó khác, mà anh em dọn là giá nó khác. Tiền nào thì của ấy anh em nhé. Ok nhé, không anh xe của anh đấy nhé. Okay. Chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Anh em xem nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Tạm biệt anh em.